chúng ta vẫn có một cái vỏ bên ngoài bằng hộp cắt tông. Màu vàng và bên trong cái hộp chính của chúng ta. Xin chào các bạn, năm 2021 sẽ là năm của Ecovac với series những sản phẩm đứng top thị trường như T5 Hero, N8 Pro, N9 Plus và T8 AIVNI. Đó vẫn chưa phải là tất cả. Ở phân khúc bình dân, chúng ta đã quá quen thuộc với các dòng sản phẩm như Oppo 900, DN55, DE53. Nhưng hãy quên những dòng sản phẩm đời cũ mà bây giờ có mua, bạn cũng chỉ có thể mua hàng trưng bày mới 98-99%. Năm 2021 rồi, bạn không cần vung quá nhiều tiền mà vẫn có thể được hưởng thụ và sở hữu sản phẩm tốt giá rẻ là có thật. Và hôm nay mình sẽ trên tay và đánh giá nhanh sản phẩm mới nhất đến từ Ecovac thế chỗ cho các dòng sản phẩm giá rẻ, đó chính là Ecovac Dbut U2 Pro. Một sản phẩm giá hạt rẻ có thật sự kết liễu tất cả các dòng sản phẩm cũ giá rẻ khác của Ecovac, cũng như có thể đè bẹp các dòng sản phẩm của đối thủ cùng phân khúc như Moppe của Xiaomi, Roomba E5 của iRobot và Zcam 901 của Nighthawk. Tất cả sẽ có trong video này. Bây giờ mình sẽ mở siêu ra. Các bạn có thể xem qua những cái giới thiệu ở đây. Có những cái giới thiệu rất là nổi bật như là một cái hộp chứa rác với dung tích là 800ml và một cái công nghệ nòi thẩm thấu mới tăng 220% hiệu quả, cùng với cái điều hướng thông minh Smart Move mới và phiên bản là 2.5. Như chúng ta sẽ có một cái viên pin dung lượng cao 3200mAh cho cái thời gian hoạt động lên đến 150 phút và có thể nằm xem diện tích là 250m². Đây là một trong những cái thông số rất là cao, đang cạnh tranh với cái sản phẩm đối thủ của Xiaomi như là Moppe. Chúng ta sẽ đến với cái giao diện chính ở trong hộp, đó là cái ngăn phụ kiện ở trên cùng. Và trong đây thì sẽ có một cái cuộn hút trung tâm, một khăn lau và hai cái màng lọc như hình mà chúng ta đang nhìn thấy. Chúng ta sẽ có hai cái màng lọc HEPA dự phòng, một cái cho hộp rác to, một cái cho hộp rác bé, một cái khăn lau, đây là phụ kiện dự phòng. Chúng ta sẽ có một cái cuộn hút trung tâm, sách hướng dẫn. Mình sẽ có một cái hộp rác siêu bự 800ml. Bây giờ mình sẽ đến với nhân vật chính là chiếc U2 Pro. Mở hộp ra. Mình sẽ mang tiếp các phụ kiện ra. Chúng ta sẽ có một cái đúc sạc, một cái adapter và có hai bộ chổi cắt cạnh. Một bộ thì chúng ta sẽ cần phải gắn vào robot và một bộ thì chúng ta để dự phòng. Mình sẽ để vào xăng bên cạnh. Bây giờ công việc tiếp theo mình cần phải làm là gỡ các cái băng dính ra và gắn cái bộ chổi vào. Ở đây mình có một cái phụ kiện vô cùng đặc biệt, mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn. Đấy là cái cuộn chổi trung tâm. Chúng ta có đến hai chiếc cuộn chổi trung tâm. Và như Ecovac giới thiệu cho chúng ta thì với cái cuộn chổi trung tâm mới này, thì cái cuộn cao su này nó sẽ có cái khả năng chống rối tóc hiệu quả hơn. Và Ecovac vẫn sử dụng cái cuộn chổi nông truyền thống, mà chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Thì với những nhà mà nuôi thú cưng sẽ rất là cần đến cái cuộn chổi thiết kế mới này của Ecovac. Nó sẽ rất là hiệu quả cho việc chống rối tóc và không bị bám lông thú cưng. U2 Pro sẽ không sử dụng cái cụm LDS ở phía trên nữa, mà chỉ có laser thôi. Như vậy thì về cái phần bản đồ, chúng ta sẽ không có cái bản đồ theo thời gian thực, và cái tính năng như là vẽ thực ảo chúng ta sẽ không có. Đấy là cái điểm hạn chế đầu tiên của Ecovac.
và cũng giống như các cái dòng sản phẩm ở phân khúc giá rẻ khác, thì cái chất lượng hoàn thiện nó sẽ ở tầm thấp và chúng ta sẽ không thể so sánh được với những sản phẩm cao cấp hơn với EcoVac. Ví dụ như đây, ví dụ như đây trên tay mình là cái T8 AV Pro, và cũng có một số cái điểm hạn chế hơn so với sản phẩm cao cấp. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn cái bánh xe di chuyển, cái ngưỡng neo này nó sẽ thấp hơn so với cái bánh xe của những dòng sản phẩm cao cấp. Đây là cũng là một cái hạn chế nhỏ. Thì nếu như nhà các bạn mà không có thảm thì cũng không phải là vấn đề quan trọng, vì cái ngưỡng neo này là cái ngưỡng neo rất là tiêu chuẩn rồi, 1,5cm và 2cm. Thì tất nhiên là với cái ngưỡng neo 2cm thì cái chế độ làm việc ở trên thảm nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ đến cái phần nổi bật nhất cái dòng sản phẩm này, đấy là một cái hộp giác siêu bự. Mình đánh giá rất là cao về cái option mới của EcoVac này. Cái hộp giác này nó có cái dung tích là 800ml. Với cái dung tích này thì chúng ta có thể sử dụng đến khoảng 10 đến 15 ngày mà không cần phải đổ giác. Nó sẽ gấp đôi cái thời lượng lưu giác bình thường. Ví dụ như ở trên cái dòng Oppo 900 đời cũ ấy, thì cái khoang giác này nó chỉ có 350ml thôi. Còn ở trên cái dòng cao cấp hơn thì nó cũng chỉ có 480ml thôi. Và với một cái dung tích 800ml thì cho chúng ta chứa giác rất là lâu. Đây là một cái lựa chọn mà mình nghĩ là không thể có ở một cái sản phẩm giá rẻ này được, nhưng mà nó lại có. Rồi chúng ta sẽ đến một cái bộ phận cũng vô cùng đặc biệt. Tại sao nó lại có cả hai cái bộ phận này? Thì đây là một cái hộp giác chuyên dụng. Cái máy này nó sẽ thiết kế cho những nhà mà gặp vấn đề về thú cưng sẽ không cần phải suy nghĩ nữa. Tại vì với một cái hộp giác này thì nó sẽ giải quyết tất cả các lông tóc ở trong đây mà nó chứa rất là tốt. Nhưng mà nếu mà nhà chúng ta không có nuôi thú cưng thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái hộp giác cỡ bé này. Cái hộp giác này nó sẽ tích hợp và gắn cùng với cái két nước. Và cái hộp giác này sẽ có cái dung tích là 400ml. Nó cũng không nhỏ. Ít nhất là nó còn to hơn so với các cái bản giá rẻ đời cũ. Thì với cái hộp giác 400ml này cũng là một cái kích thước giác khá là lớn. Và đặc biệt thì mình đánh giá rất là cao cái két nước này. Dung tích chứa của nó lên đến 300ml. Và có thể lau được cái diện tích là 250m2, một cái con số rất là ấn tượng. Thì cái hộp giác này nó vẫn được sử dụng một cái công nghệ độc quyền của EcoVac, đó là Oppo Pro. Và cái công nghệ mới này thì nó sẽ tăng 220% hiệu quả như EcoVac giới thiệu, bởi vì cái thẩm thấu của nó là thẩm thấu trực tiếp. Đây, như bạn nhìn thấy này, nó thẩm thấu trực tiếp qua cái van này và nó dẫn truyền đến cái sợi vải microfiber theo cái thiết kế mới này. Thì cái bộ phận bơm nước điện tử nó sẽ được gắn ở ngay trên cái hộp giác này. Khác với các cái dòng mà Oppo đời cao cấp hơn thì cái bộ phận bơm nước điện tử nó sẽ tích hợp trên máy. Thì mình sẽ đánh giá cao hơn. Mình đánh giá cao hơn cái tích hợp này. Tại vì cái bộ phận này nó sẽ dễ bảo trì và bảo dưỡng hơn so với việc nó tích hợp ở trên cái thân máy. Như vậy thì chúng ta sẽ cần dùng một trong hai cái cuộn hút trung tâm có thể thay thế cho phù hợp với nhu cầu, và có hai cái hộp giác, một hộp giác cỡ lớn, một hộp giác cỡ bự có thể thay thế. Và phụ kiện thì chúng ta sẽ có mỗi thứ một bộ sơ cua, một khăn lau sơ cua, một bộ chổi cạnh sơ cua và hai cái tấm nọc sơ cua. Một cái tấm nọc cho cái hộp giác bự và một cái tấm nọc cho cái hộp giác size nhỏ. Và đúng là một sản phẩm giá rẻ nhưng mà cái sự hào phóng và thừa thãi của EcoVac đáng ghi nhận. Mình sẽ đến nhanh với cái app điều khiển. Chúng ta vẫn có cái giao diện điều khiển như những cái dòng máy khác của EcoVac. Cái điểm hạn chế ở đây là mình sẽ không nhìn thấy bản đồ trực quan. Như bạn đang nhìn thấy robot đang hoạt động này. Đó, thì chúng ta sẽ không thể nhìn thấy là robot đang đi đến đâu và đang làm việc ở phòng nào, thì đây là một cái hạn chế. Đó. Và ở đây thì chúng ta sẽ có đến
4 chế độ công suất và có 3 chế độ công suất chính, bao gồm có Standard, Max và Max cộng. Riêng ở chế độ công suất Standard, cái lực hút nó đã lên đến 1500 PA và cái lực hút Max thì là 1800, còn Max cộng là 2000 PA. Như vậy thì với cái công suất này thì nó sẽ không thua kém gì cái sản phẩm đối thủ là Xiaomi Mope. Đặc biệt thì có một cái chế độ lau chùi riêng, đó là Quiet, thì mình đánh giá rất là cao bởi vì trên các cái dòng sản phẩm giá rẻ khác của EcoVac thì không có chế độ này đâu. Thì đây là một cái tính năng mà mình nghĩ là EcoVac đã rất là chăm chút đến cái sản phẩm giá rẻ. Ok, mình vẫn có cái chế độ chỉnh cấp nước nhưng mà chỉ có hai chế độ thôi, là Standard 2. Còn bình thường ở các dòng sản phẩm khác thì sẽ có đến 3 chế độ cấp nước cho phù hợp với các cái loại mặt sàn để tăng cái hiệu quả làm việc. Còn các cái tính năng khác thì về cơ bản nó cũng giống như các sản phẩm khác thôi. Chỉ có riêng cái phần mà phần bản đồ, mình sẽ không xem được cái bản đồ trực quan, tức là mình sẽ không biết được robot nó đã đi vào đâu hay nó bỏ sót chỗ nào, thì đây cũng là một cái hạn chế. Ngoài ra cái tính năng tường ảo mình cũng không được sử dụng. Nhưng mà cũng có một cái mình đánh giá rất là cao cái dòng sản phẩm này, đấy là cái tính năng mà cái chế độ làm việc nó sẽ có lên đến 3 chế độ làm việc. Ngoài chế độ auto ra thì sẽ có 2 chế độ làm việc khác, đấy là bao gồm làm sạch cặn. Thì đây đúng là một cái sản phẩm mà thiết kế cho những nhà mà nuôi thú cưng, tại vì những nhà nuôi thú cưng thì ở cái phần cạnh tường ấy là một trong những cái vị trí mà nó bị bẩn hơn so với những chỗ khác. Thì khi mà bạn chọn chế độ làm sạch cặn, nó sẽ tăng cái hiệu quả lên rất là nhiều. Còn ngoài ra nữa thì nó còn có một cái chế độ là Sport Cleaning. Cái chế độ này thì nó sẽ cho phép là làm sạch riêng một vị trí mà mình chỉ định. Nhưng mà cái hạn chế của cái chế độ này là mình sẽ phải bê robot ra cái vị trí đấy, và nó sẽ mở rộng cái đường bán kính ra là 3 mét, rồi nó sẽ dừng lại. Thì về cơ bản là đây là một cái dòng máy mà giá rẻ, cho nên là những cái tính năng cơ bản và quan trọng nhất thì theo mình đánh giá là nó rất là chuyên sâu. Từ cái công suất làm việc, thời lượng pin, lực hút, rồi đến cái các cái option thừa thãi khác, ví dụ như là hộp rác, lau chùi, nó có cả hai phần lau riêng, hút riêng hoặc là vừa hút vừa lau, cộng với các cái phụ kiện mà nó đi kèm theo thì cũng rất là thoải mái và thừa thãi. Thì đây là một cái sản phẩm chiến lược của EcoVac trong năm 2021. Nó sẽ thay thế cho tất cả những cái sản phẩm giá rẻ đời trước, như là các cái dòng như là OPPO 900, DN55, DA53 hay là những cái dòng giá rẻ khác của EcoVac. Thì bây giờ khi mà các bạn tìm mua với cái mức giá mà tầm khoảng 5-6 triệu thì các bạn chỉ có thể nghĩ đến việc là chọn những cái sản phẩm mà nó là cái hàng mà đã cũ rồi, hoặc là hàng trưng bày, nó không phải là dòng sản phẩm mới mà nó đã sản xuất từ rất là nhiều năm về trước rồi. Dòng sản phẩm U2 Pro nó là một cái sự thay thế theo mình là hoàn hảo ở trong cái thời điểm này, và nó thật sự là nó cái sức cạnh tranh của nó so với những cái sản phẩm của đối thủ, ví dụ như là Mope hay là Zeka 901 hay những cái dòng sản phẩm giá rẻ khác, thì mình nghĩ là EcoVac U2 Pro nó là một sự lựa chọn theo mình ở thời điểm hiện tại này, nó là một sự lựa chọn tối ưu hơn. Thì mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Mình sẽ đến với những cái video đánh giá chuyên sâu về cái dòng sản phẩm này với các cái dòng sản phẩm đối thủ tương đương khác để cho các bạn có những cái lựa chọn nó chính xác hơn.